Mới đây ngày 9 tháng 11, đêm gala Canadian Ethnic Media Association, viết tắt là CIMA tại Toronto đã được diễn ra. Trong đêm gala này, Paul Nguyễn đã nhận giải thưởng năm nay cho hạng mục podcast với tựa đề Survivor, The Ziva Gorani Story. Đây là giải thưởng thường niên của CIMA dành cho các cá nhân đại diện cho nhiều sắc dân đang sinh sống tại Canada, những người có những đóng góp tích cực trong lĩnh vực truyền thông. Và Paul Nguyễn, người sáng lập trang Jenfinch.com, nhiều năm qua đã luôn tích cực trong việc chống kỳ thị chủng tộc, xây dựng một cộng đồng hòa hợp và mạnh mẽ tại Toronto. Most important things to have in a healthy democracy is a free press, an energetic press. And in our city, which is so diverse, it's very, very important that we have media that's in all different languages, because there are many people who have other than English as their first language, and they need to know what's going on in the city. They need to know about the issues and so on. And so the multilingual media is extremely important, and the Vietnamese media are part of that. They help people who might have come here more recently from Vietnam who don't speak English as well, who don't use the mainstream media as well, to stay in touch with the issues, to stay in touch with each other. And so it's extremely, extremely important. I think that the Vietnamese media are going to be an essential part of us helping, working with families, working with the business people in the community, all of whom are doing very well, by the way, as your viewers know, to help build up that community and integrate them better into a life that's in Toronto. The Vietnamese community, I saw many of them arrive myself with my own eyes in 1980. As refugees, I was in Edmonton and Yellowknife and Vancouver and Toronto, and now here we are today, not that long after, people doing extremely well, people who have got themselves involved in every area of life in Toronto and making a big contribution. But I think the Vietnamese media are still essential to help make sure that the whole community gets completely, becomes completely a part of what is Toronto and all the opportunity that it represents. And I certainly look forward to continuing to be with the community, but also through the media, which is so important to reach people. Với ngày hôm nay đó là chúng tôi đến đây để ủng hộ cho Paul Nguyễn, và hy vọng trong tương lai đó là thế hệ trẻ của các em sẽ noi theo tấm gương của Paul và đứng lên có những cái activity và những cái đóng góp cho đất nước Canada và cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Trong phóng sự đạt giải, Paul Nguyễn kể về câu chuyện của một người mẹ Syria, Ziva, cùng hai con của mình trên hành trình chạy trốn chiến tranh đến tị nạn tại Canada, và sau đó là hành trình hòa nhập với cuộc sống mới, tránh những khó khăn và sự kỳ thị không đáng có tại đây. Đây cũng chính là vấn đề được tất cả mọi người quan tâm từ đầu năm 2018 cho đến nay. Vấn nạn người di cư, vấn nạn phân biệt chủng tộc, hành trình hòa nhập với cuộc sống của những người tị nạn tại Canada. Đặc biệt, Paul Nguyễn đã chọn thể loại podcast, một thể loại như radio dưới định dạng MP3, mà người nghe chỉ có thể lắng nghe giọng nói của Ziva, nhân vật chính kể về câu chuyện của chính mình, cùng với những hiệu ứng âm thanh mà ekip của Paul Nguyễn đã sáng tạo thêm. So I decided to make the podcast because it's something that I thought would be better for the audience to just visualize in their head. And also because Ziva, she doesn't have enough like photographs because a lot of the material was lost during the war. So I thought the best way to tell the story is through audio. And then we can put the music, you hear her voice, but the audience will listen and they can just kind of visualize what they feel like is the story. So I thought it was important to do it as a podcast. So, you know, my message to the young Vietnamese people out there that are watching this, that I think it's important to speak up and stand up. And, you know, if you have your own story, to share it with the rest of the world. And if you know someone that has a great story, then you can help that person share their story. We have a lot of tools right now, social media, YouTube, all these free tools. You can film a documentary on your iPhone. So there's no reason why you can't do this. So I want, you know, the young Vietnamese people to actually be more active in the media, be more active in public, and hopefully, you know, raise the voice of our own community to a greater extent. Có thể thấy, càng ngày tài năng Việt đang được khẳng định và tôn vinh tại Toronto, Canada. Tiếng nói của những người trẻ cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Qua đó cho thấy tương lai của một nền truyền thông phong phú và đa dạng tại Canada.